Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị và các bạn những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tự động đủ cả nhá. Một trong những dòng xe chở được rất nhiều người. Máy dầu thì khá là tiết kiệm nhiên liệu và mức giá cũng chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Isuzu R-Max, một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu Nhật Bản, sản xuất 2015 2016, phiên bản số tự động, một cầu, động cơ là diesel, turbo tăng áp. Đấy, xe còn khá là đẹp và gia đình sử dụng thì chiếc xe này đang có mức giá đề xuất là 505 triệu đồng. Isuzu R-Max, mẫu xe bán tải, gầm cao máy thoáng nhé. Đó, form dáng nhìn rất là gấu. Đấy, là giằng đúc, phanh đĩa ABS, xi nhan, gương. Đấy, số tự động, rất dễ đi, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó, xe còn nguyên bản, 505 triệu đồng, bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, giá cả vẫn có thể thương lượng thêm một chút xíu nữa. Thùng xe rất là chất lượng này. Đó, Isuzu R-Max, dòng xe này rất được ưa chuộng ở Thái Lan nhé. Bản LS, một chiếc Isuzu Hi-Lander, phiên bản số tự động, sản xuất 2004, máy dầu diesel nhé. Đấy, số tự động rất là dễ đi. Số tự động, máy dầu, một cầu, 2004 và mức giá là 189 triệu đồng. Isuzu Hi-Lander, trong khi là một xe 7 chỗ gọn nhẹ, rất là bền bỉ. Vâng, tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Triton, sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy dầu diesel, một cầu, mang biển kiểm soát 15C03959, sản xuất 2011 và mức giá đề xuất là 305 triệu đồng. Đăng kiểm tháng 3 2023 nhé. Đó, nội thất rất sạch sẽ, màn hình cam nùi đầy đủ. Xe bán tải, đấy, của thùng rất là chất lượng nhé. Đấy, thùng kín đàng hoàng. 305 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Ford Everest, một mẫu xe SUV thực sự, 7 chỗ ngồi thực sự nhé, rộng rãi, gầm cao, máy thoáng. Ford Everest 2009, đăng ký 2010, phiên bản là số tự động, máy dầu, một cầu, 2.5, turbo tăng áp. Đấy, sơn xi màu hồng phấn này, rất là đẹp, 35A18400 và hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 409 triệu đồng. Đó, xe này thì lên full đồ, đèn led quanh xe, cam lùi, cam hành trình, súp gầm các kiểu nó điếu, cam 360 nữa này. 409 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Mazda BT50, phiên bản là số tự động, máy dầu diesel, turbo tăng áp, 3.2 lít, một dòng xe rất là khỏe, mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14C13852. Đó, sơn xi màu ghi xám nhé, gầm cao, máy thoáng này. Đấy, chiếc xe thì sản xuất 2015 và mức giá là 445 triệu đồng. Mazda BT50, hàng khủng long, máy dầu diesel 3.2. Quả thùng rất đẹp nhé, thùng kín nhé. Đó, phím bấm vô lăng, nội thất ghế da. Đấy, dòng xe này thì máy dầu 3.2, 2 cầu 3 chế độ này. Đó, 2 cầu trước, cầu trước, 2 cầu nhanh và 2 cầu chậm. Dòng này leo núi thì cực khỏe luôn. Đấy, leo dốc đồ đèo miễn chê nhé. Đấy, 5 chỗ ngồi rộng rãi, 445 triệu đồng. Đó, bên này bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển nhé. Vâng, và tiếp theo là một chiếc Ford Everest, sản xuất 2007, phiên bản số sàn, máy dầu, turbo tăng áp, 2.5 lít, Một trong những dòng xe rộng rãi, 7 chỗ rộng rãi nhé. Và mức giá đề xuất là chỉ có 225 triệu đồng thôi, 225 triệu đồng. Bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Giá cả vẫn có thể thương lượng thêm một chút xíu nữa. Máy dầu kinh tế, máy dầu 2.5 Ford Everest này. Nội thất ghế da rất là sạch sẽ. Đó. Hàng ghế thứ hai cực rộng nhé, 3 hàng ghế. Đấy, khoảng kính của Ford Everest này. Hàng ghế phía sau siêu rộng. Lốp treo 34A29919, 225 triệu đồng. Một chiếc Ford Ranger sản xuất 2010 nhập Thái, phiên bản là số sàn. Máy dầu 2 cầu, nhưng mà chủ xe chiếc xe này thì đã tháo ra một cầu rồi, chỉ còn dẫn động cầu sau thôi. Mức giá cũng khá là hợp lý. Dòng xe nhập Thái Ford Ranger 265 triệu đồng, 269 triệu đồng nhé. Em sẽ bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển và giá cả vẫn có thể thương lượng thêm. 14D00025. Tiếp theo là một chiếc Ford Everest sản xuất 2008, phiên bản số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít một cầu, 15A0891, sơn xi màu đen nhé. Số tự động rất dễ đi, máy dầu khá tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này hạn đăng kiểm dài tháng 4 2023 và mức giá là 348 triệu đồng, 2008. Tiếp theo là một chiếc Ford Everest. Đấy, cùng đời với chiếc xe này. Đấy, phía bên cạnh này, sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít, mang biển kiểm soát thủ đô, sơn xi màu vàng cát. Ford Everest 348 triệu đồng. Đấy, chiếc xe này thì siêu rộng rồi. Đấy, xe này thì kết hợp giữa công việc, kết hợp với công việc thì khá hợp lý. Xe chở được nhiều người, tiết kiệm nhiên liệu, máy móc bền bỉ, số tự động dễ đi. 348 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Ford Everest sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít, máy dầu một cầu, biển kiểm soát 37A10274, sơn xi màu hồng phấn. Xe đã lên rất nhiều đồ rồi, màn hình cam lùi, cam hành trình, không thiếu một cái gì cả. Nội thất ghế da sạch sẽ và mức giá 348 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Innova bản G, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ. Phiên bản số sàn máy 2.0. Đấy, dòng này bản cờ được trang bị rất là đầy đủ, phanh đĩa ABS, túi khí đa răng đúc, cảm biến nùi, sấy kính. Và mức giá đề xuất là 255 triệu đồng. Vâng, một chiếc Toyota Innova. Đấy, bản này là bản di lâng form nhé. Lâng form 2015. Chiếc xe sản xuất 2008. Đấy, phiên bản số sàn máy 2.0. Đó, 209 triệu đồng, Toyota Innova. Vâng, một chiếc Vivante, Chevrolet Vivante sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 2.0. Đấy, mức giá là 158 triệu đồng. Mẫu xe này đăng ký 7 chỗ ngồi nhé. Tiếp theo là một chiếc Chevrolet Vivante sản xuất 2008, phiên bản số tự động nhé. Đấy, máy xăng, động cơ là 2.0, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đó, và mức giá là 179 triệu đồng. Vâng, 179 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giá cả vẫn có thể thương lượng thêm. Đấy, bản CRX, bản đủ nhé, số tự động. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản. Đó, 7 chỗ rộng rãi. Đó. Đấy, hàng ghế phía sau mà không dùng đến gập xuống để đồ cũng cực kỳ rộng. Đấy, sàn nỉ nguyên bản, chiếc xe khá là đẹp, trong tầm giá chưa đến 200 triệu đồng, số tự động dễ đi. Chevrolet Vivante 2008, 179 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một chiếc Chevrolet Vivante sản xuất 2008, phiên bản là số sàn máy 2.0, mang biển kiểm soát 37A38391. Hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 158 triệu đồng. Chevrolet Vivante sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 2.0. Chiếc xe này là phiên bản số tự động nhé, 175 triệu đồng, mang biển kiểm soát 11A01455. Chevrolet Vivante máy xăng. Sơn xì màu đen, đăng ký 7 chỗ ngồi. Vâng, là một chiếc Kia Karen sơn xì màu bạc, trong những dòng xe 7 chỗ rộng rãi, chạy đầm chắc, mang biển kiểm soát Thái Bình 17A18512. Đó là dạng đúc phanh đĩa ABS 4 bánh nhé. Đấy, điều hòa 2 dàn, nội thất ghế da rộng rãi, rất là rộng rãi luôn, đăng kiểm thì dài miên man, nội thất camera, nội thất thì ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, màn hình Android, phím bấm vô lăng rất đẹp luôn, keo chỉ zin, màn hình cam đùi, keo chỉ zin. Giá tiền trên này là 200. Kia Karen sản xuất 2009, phiên bản số sàn, mức giá là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng nhé. Vâng, tiếp theo là một chiếc Honda CRV, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A51A19 nhé. Đấy, sơn xì màu bạc, một dòng xe 5 chỗ rộng rãi, trang bị khá đầy đủ, phanh đĩa ABS là dàn đúc, xi nhan gương. Chiếc xe này sản xuất 2010, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, máy dầu ấm, máy xăng 2.0 lít, tự động. Đó, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Đó, phiên bản số tự động, gia đình sử dụng. Đấy, xe còn rất đẹp và mức giá là 386 triệu đồng. 386 triệu đồng với hồ sơ, sổ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản. Đấy, dòng xe 5 chỗ này thì cốp siêu rộng. Đấy, giá lắp để hàng này. Honda CRV 2009, 386 triệu đồng. Đấy, một chiếc Fiat Doblò 98 triệu. Xe rất nhiều chỗ đấy, 51822. Xe dòng xe đến nhiều đến từ thương hiệu nước Ý. Đấy, chiếc xe này đăng ký 6 chỗ ngồi. Đó, ghế phụ để đồ rồi cả ghế phía sau này, trần lề. Phiên bản số sàn máy 1.8, máy 1.6 nhé. Đấy, Fiat Doblò 98 triệu đồng. Vừa rồi thì em đã lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe 7 chỗ, máy xăng, máy dầu, phiên bản số sàn, số tự động. Đấy, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào thì liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240. Đấy, hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe lái thử. Đấy, vâng, em có cửa hàng có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, Tp Hải Phòng, ngay cạnh quán Toàn. Đội phía trước đây là Đồng Người này, đối diện phía bên kia là chùa Cao Linh, Hải Phòng nhé. Đấy, đường xá thì rất là tiện. Hơn 100 đầu xe. Đấy, số sàn, số tự động, sedan, hatchback đầy đủ cả. Vâng, ở đây là một bác khách đang lấy chiếc xe Kia Morning 2016 nhé. Đấy, hai vợ chồng lấy xe này. Đấy, đã đặt ngày và ngày đẹp thì lên lấy xe nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.